lại ta sẽ đánh cho ngươi từ cải trắng đen như cải muối luôn. Đừng, đừng, là hiểu lầm mà. Nè 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 nè, có chuyện gì mà ruột đánh bạn vậy hả chuối? Anh Quỳnh đâu? Cô em dây, em bị quen. Ăn cái gì? Nè, bây giờ có chuyện gì hai em phải nói cho anh biết, rồi từ từ anh giải quyết cho. Cải trắng bánh kem tấn trắng đẻo, làm da em lốm đốm hết rồi nè. Có phải giống cải trắng? Bạn ấy nói thừa, bạn ấy bị ghẻ, không chịu trị mà mua kem tẩy trắng tính tẩy ghẻ. Ai ghẻ không hết, giờ nó nặng hơn, lại đỡ thừa cho em đó. Chuối, sao, có đúng vậy không? Dạ, cũng tại lúc này tự dưng da em nổi mụn lốm đốm, chân thì bị ghẻ nữa chứ, xấu xí vô cùng. Nên em định tẩy trắng, tân trang tí, ai ghẻ nó còn nặng hơn. Mà em là chuối, em nổi lốm đốm thì người ta sẽ gọi em là chuối hương. Mà chuối hương có nghĩa là thơm ngon hơn nữa mà. Chuối hương là chuối già hương, lốm đốm thì mới ngon. Còn em chuối sứ mà còn xanh thì đốm ai mà thèm. Em nói cũng đúng. Điều này căng rồi nha. Cha cha. Căng cỡ nào Doctor Khỏe ta cũng giải quyết được hết. Hay quá, Doctor Khỏe luôn luôn xuất hiện đúng lúc. Doctor Khỏe giải quyết cho mấy bạn nhỏ đi. Có em đây, đánh bay ghẻ, bay mụn tức thì, không để lại sẹo thâm, chỉ một lần duy nhất. Thôi, đừng có học cái kiểu quảng cáo quá lố nhố nhăng trên mạng nha. Ta đánh một cái duy nhất là ngất luôn bây giờ. Con định nổ với anh mình đang một tí cho vui thôi đó mà. Trời ơi, nói quá à. Vậy mà anh còn tưởng lá mơ giúp được chứ. Không phải một lần duy nhất là đánh bay mụn, nhưng thực sự là sử dụng lá mơ long sẽ giúp trị ghẻ và mụn đó Quỳnh Đông. Ủa, vậy lá mơ có công dụng đó thiệt sao Doctor Khỏe? Vậy Doctor Khỏe chỉ cho Đông và mọi người được biết đi. Dễ thôi, ai bị mụn hay ghẻ thì chỉ cần dùng vài lá rau mơ rửa sạch rồi giả lấy nước. Sau đó thì lấy nước đó chấm lên những nốt mụn hay ghẻ, làm vài ngày tình trạng bệnh sẽ thuyên giảm thôi. Chà, cái cách này cũng đơn giản ha. Sở dĩ lá mơ long có công dụng đó bởi vì lá mơ có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, kháng viêm, giảm đau, hoạt huyết, tiêu sưng, nên đối với mụn viêm hay ghẻ thì có công dụng. Theo y học hiện đại thì trong lá mơ của em có hoạt chất sulfadimethyl disulfide, có tác dụng tương tự như kháng sinh đó, nên là giúp kháng viêm, tiêu diệt vi khuẩn gây bệnh. Gì đó, em phải giải thích rõ ràng như vậy anh mới tin được chứ. Ủa, vậy tao nói khang tiếng hồi sớm đến giờ mà Quỳnh Đông không tin bằng điều ra mơ nói hả? Đâu có, tin chứ, Quỳnh Đông tin đốc tôi khỏe chứ. Ta chịu thua Quỳnh Đông luôn rồi đó. Dạ, cảm ơn sự theo dõi của quý vị khán giả. Và hẹn gặp lại quý vị khán giả ở chương trình lần sau nha. Xin chào và hẹn gặp lại. Tạm biệt khán giả.